Vì sao Đỗ Hữu Ca và Tổng Trọng chẳng khác gì nhau? Ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an Hải Phòng, từ tháng 7 năm 2010 đã nghỉ hưu. Ông bị bắt vào ngày 18 tháng 2 năm 2023 do liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Báo Dân Trí vào ngày 21 tháng 2 đưa tin xác minh tài sản khủng của cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca. Bản tin cho biết khi bắt khẩn cấp ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an Hải Phòng, cơ quan điều tra đã khám xét chỗ ở và thu giữ nhiều đồ vật, tài sản có giá trị cao. Ngoài hai khu biệt thự phổ khủng đang sử dụng, ông Ca còn có trên 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên vợ chồng ông Ca và một số cá nhân khác. Cơ quan chức năng đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài sản là tiền Việt Nam, tiền ngoại tệ, các trang sức, kim loại màu khác nhau. Xác minh tài sản khủng của cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca. Theo vợ chồng ông Ca khai, đây là tài sản có được thông qua việc tiết kiệm trong thời quá trình công tác, bố mẹ để lại, quà lễ tết của các đơn vị và tiền lãi do kinh doanh bất động sản. Dư luận xã hội cho rằng với mức lương và phụ cấp của ông Ca trên cương vị là giám đốc công an Hải Phòng, thu nhập không quá 20 triệu đồng, nếu tần tiện cũng không đủ ăn. Việc sở hữu một khối tài sản khổng lồ như vậy, đặc biệt là những bất động sản lớn và sang trọng, trong suốt một thời gian dài, tại sao không bị phát hiện để xác minh nguồn gốc của tài sản? Trong khi việc công khai minh bạch tài sản của quan chức là một yêu cầu bắt buộc, đây là quy định cụ thể của Bộ Chính trị và việc kê khai tài sản là điều bắt buộc với cán bộ lãnh đạo. Chỉ thị của Đảng nhấn mạnh rằng nếu không trung thực kê khai với tổ chức thì sẽ là vi phạm nghiêm trọng. Song ở Việt Nam hiện nay, tình trạng các quan chức kê khai tài sản để cho có, thậm chí xảy ra tình trạng bốc thăm để xem ai phải kê khai tài sản, đã trở thành hiện tượng phổ biến. Đó chính là nguyên nhân vì sao ở Việt Nam thường xảy ra tình trạng con voi chui lọt qua lỗ kìm. Mới đây nhất tại Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 vào tháng 10 năm 2023, Ban chấp hành Trung ương đã ra nghị quyết thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, tỉnh Bến Tre. Bộ Chính trị kết luận ông Lê Đức Thọ đã vi phạm nghiêm trọng quy định trong việc kê khai tài sản với lý do ông Thọ sở hữu số tiền gửi trong các ngân hàng hơn 3.000 tỷ đồng và số cổ phiếu khoảng 1.000 tỷ đồng. Trên mạng xã hội có nhiều ý kiến cho rằng thậm chí lãnh đạo cấp cao nhất là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng không gương mẫu để nêu gương trong vấn đề kê khai tài sản để cho các đồng chí của ông học tập làm theo. Hình ảnh bên ngoài một trong những khu biệt thự khủng của tướng Đỗ Hữu Ca. Cụ thể vào ngày 6 tháng 5 năm 2018, ngay trước ngày khai mạc Hội nghị Trung ương 7 khóa 12, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thư kiến nghị của đảng viên Đảng Cộng sản yêu cầu Tổng Trọng phải công khai tài sản cá nhân để làm gương. Được biết đã có 54 chữ ký trong thư ngỏ kể trên, trong đó có những trí thức tên tuổi như nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc ông Nguyễn Trọng Vĩnh, nhà văn Nguyên Ngọc và 16 đảng viên của Đảng bộ xã Đồng Tâm, Hà Nội cũng tham gia ký tên vào thư yêu cầu. Bức thư ngỏ nêu rõ nếu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không minh bạch hóa tài sản của mình thì người dân sẽ tiếp tục nghi ngờ ông không trong sạch và cuộc chiến chống tham nhũng của ông được coi là không thực tâm. Được biết trước đó vào ngày 17 tháng 6 năm 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong buổi tiếp xúc cử tri tại quận Cầu Giấy, Hà Nội đã nhấn mạnh rằng vấn đề kê khai tài sản của cán bộ là rất khó khăn, nhạy cảm bởi nó liên quan đến quyền đời tư, quyền bí mật cá nhân. Bức thư ngỏ yêu cầu Tổng Bí thư kê khai tài sản của các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng luận đánh giá, phát biểu trên mang tính tránh né để không chịu kê khai tài sản theo nghị quyết của Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã đưa ra. Đồng thời câu hỏi đặt ra nếu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực sự trong sạch, không tham nhũng, không có những tài sản bất minh, thì tại sao không dám công khai tài sản? Cho nên, việc cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca mới đây hay Lê Đức Thọ, cựu bí thư Bến Tre gần đây mắc tội, kê khai tài sản không trung thực cũng là điều dễ hiểu. Bởi lý do thượng bất chính thì hạ tắc loạn, dư luận xã hội thấy rằng giới quan chức hiện nay dường như đa số đều tham nhũng dưới các hình thức khác nhau và trường hợp như ông Đỗ Hữu Ca không phải là trường hợp ngoại lệ. Nếu các quan chức và cơ quan cấp cao chức đề xuất và sờ đến bất cứ quan chức nào để điều tra thì dường như gần 100% lãnh đạo Việt Nam hiện nay đều là tội phạm ăn cắp, tham nhũng, có chăng chỉ là chưa bị lộ mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin
vì sao Đỗ Hữu Ca và Tổng Trọng chẳng khác gì nhau. Phá mắt xích Đỗ Hữu Ca, Thủ tướng có chặn được Vương Đình Huệ hay không? Cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca vừa bị Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh truy tố tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án trốn thuế mua bán hóa đơn phi pháp. Báo Người Lao Động vào ngày 20 tháng 2 cho biết truy tố cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca và các đồng phạm. Theo bản tin, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ra cáo trạng truy tố ông Đỗ Hữu Ca về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản A, điều 4, Bộ Luật Hình sự. Ông Đỗ Hữu Ca bị cáo buộc dù không có khả năng giúp vợ chồng Trương Xuân Đức không bị bắt do những sai phạm trong vụ án mua bán hóa đơn đỏ VOT, nhưng ông Ca đã gian dối hứa hẹn để chiếm đoạt 35 tỷ đồng của vợ chồng này. Cựu Giám đốc Công an Hải Phòng, ông Đỗ Hữu Ca. Theo báo Người Lao Động, ông Trương Xuân Đức và vợ là bà Trương Thị Ngọc Anh khai 4 lần mang tiền mặt tổng cộng là 35 tỷ đồng đến nhà ông Đỗ Hữu Ca để nhờ lo giúp việc chạy án. Trước đó, từ năm 2014 đến năm 2021, vợ chồng ông Đức đã lập, quản lý và điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Tháng 10 năm 2022, biết tin Công an tỉnh Quảng Ninh mở cuộc điều tra, ông Đức đã bỏ trốn và dặn vợ đến gặp ông Ca để nhờ vả. Tại nhà ông Ca, bà Ngọc Anh nhờ ông tìm hiểu tác động chạy án cho vợ chồng mình và sẽ chịu mọi chi phí theo yêu cầu từ ông Ca. Qua trao đổi, ông Ca cho biết doanh số bán hóa đơn VAT của công ty ông Đức là khoảng 200 tỷ đồng, nên bảo bà Ngọc Anh chuẩn bị số tiền bằng 10% doanh thu và một số khoản tiêu cực phí khác để mà lo chạy tội. Cụ thể, ngày 31 tháng 10 năm 2022, ông Đức rút 10 tỷ đồng chuyển cho vợ để mang đến nhà ông Ca và được ông Ca đồng ý giúp chạy án. Một tuần sau, ông Đức lấy tiếp 5 tỷ đồng rồi nhờ bạn trở đến nhà ông Ca để tiền vào trong phòng ngủ tầng 1. Sau 2 lần đưa tiền chạy án, nhưng công ty vẫn bị điều tra, nên ông Đức đã đưa thêm 15 tỷ vào ngày 11 tháng 11 năm 2022. Số tiền này được ông Đức rút ra từ tài khoản thấu chi ở ngân hàng. Bà Ngọc Anh cùng nhân viên ngân hàng đem đến để trong phòng khách của ông Ca. Theo cáo trạng, ông Ca bảo bà Ngọc Anh cứ đi về để mình lo việc. Sau khi Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận hồ sơ vụ án này từ cơ quan thuế vào ngày 1 tháng 12 năm 2022, ông Đức đã cho vợ mang đến nhà ông Ca thêm 5 tỷ đồng. Khi biết ông Đức vẫn đang lẩn trốn, ông Ca đã nói qua điện thoại và bảo về gặp mình. Thủ tướng Việt Nam, ông Phạm Minh Chính. Đến ngày 2 tháng 12 năm 2022, khi vợ chồng ông Đức đến nhà, ông Ca nói chưa nắm bắt được thông tin và bảo ông Đức về nhà mình ở một thời gian để tiện trao đổi công việc. Nhưng ông Đức từ chối. Sau 4 lần đưa tiền đến gần Tết Nguyên đán 2023, ông Đức lại cùng vợ đến nhà ông Ca để hỏi về kết quả chạy án. Tại đây, ông Ca nói là đã lo xong việc ở Công an Hải Phòng, còn bên Công an Quảng Ninh đã nhờ một người đàn ông tên là Giang. Theo cáo trạng, ông Ca bảo ông Đức yên tâm về nhà ăn Tết, không phải lo lắng. Vì tin lời ông Ca nên vợ chồng Đức không bỏ trốn nữa mà quay về Hải Phòng ăn Tết, sinh hoạt bình thường cùng gia đình. Đến ngày 3 tháng 2 năm 2023, ông Đức bị Công an Quảng Ninh bắt giam vì hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Theo cáo trạng, sau đó vợ chồng và ông Đức đã đến nhà ông Đỗ Hữu Ca để xin lại 35 tỷ đồng đã đưa để chạy án, nhưng bị từ chối, còn bị mắng, đuổi về. Đến ngày 7 tháng 2 năm 2023, bà Ngọc Anh bị bắt về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Và 11 ngày sau, ông Đỗ Hữu Ca bị Công an Quảng Ninh bắt giam. Theo cáo trạng, làm việc với cơ quan công an, ông Ca thừa nhận vợ chồng bà Ngọc Anh có mang 35 tỷ đồng đến để nhà, song không thừa nhận cầm tiền chạy án. Ông Ca khẳng định chưa tác động, chưa dùng 35 tỷ đồng này để lo chạy tội và đã nộp lại số tiền này. Ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Được biết, cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca là người trực tiếp chỉ huy vụ tấn công vào khu đất đầm của gia đình ông Đoàn Văn Vơn ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng vào hồi năm 2012. Theo giới quan sát, việc hoàn tất cáo trạng truy tố ông Đỗ Hữu Ca của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và lúc này có liên quan đến việc mới đây Thanh tra Chính phủ bất ngờ công bố quyết định thanh tra trách nhiệm về việc thực hiện công vụ tại Bộ Tài chính và một số đơn vị khác. Theo giới thảo tin, hiện nay các phe cánh và cá nhân trong nội bộ đảng đang chạy đua để giành các vị trí nhân sự chủ chốt tại Đại hội 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Thanh tra Chính phủ sẽ tập trung làm việc với Bộ Tài chính
và Tổng Kiểm toán Nhà nước về những sai phạm của ông Vương Đình Huệ trong giai đoạn làm Bộ trưởng Bộ Tài chính trước đây, mà vấn đề mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng là một trong những vấn đề trọng tâm. Tờ Thời báo .d sẽ trở lại với quý vị các thông tin liên quan đến vụ việc này trong những bản tin tới đây. Mời quý vị cùng đón xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Phá mắt xích Đỗ Hữu Ca, Thủ tướng có chặn được Huệ Vương hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.